trái cho mình nó bị móp qua một bên cũng sao làm gì. Mày giúp thử mấy cái đầu cho nó thử thì Tuấn nó nói test để con, để con test. Rồi đó thử rồi nó dẻo luôn chứ không phải là nó chín hơn nãy. Chín hơn à? Cũng được, chín hơn nãy thôi. Chiều em ăn cái muối trái mà em trời ơi ngon, nhưng mà chín hơn nãy xíu. Nãy ngon ghê mày. Này nó ngọt quá ha. Có định tính tiền không? Tính nè. Hay là đứng nó khen sầu riêng mình. Ồ, cái này đúng không? Học nữa mà. Đó bây giờ biết tại sao em phải lấy hai loại khoai, cái loại khoai mặt, cái loại khoai nghệ, chứ người ta cứ hôn tại sao người ta 25 nó là rẻ. Rẻ hả? Đủ cả không đó. Dạ, kính chào cô chú anh chị quay trở lại với kênh YouTube của Đường Phố Sài Gòn. Dạ, hiện tại em đang có mặt ở Biên Hòa, Đồng Nai á cô chú anh chị. Dạ, hôm nay em đi xuống đây em chơi với lại mấy bạn chung chỗ làm, mấy bạn nhân viên. Dạ, quay là một số hình ảnh ở dưới khu vực huyện Vĩnh Cửu để cho cô chú anh chị được xem ha. Đây là xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Dạ, bây giờ là ngày 17 tháng 8 năm 2023. Dạ, chúng ta đang có mặt ở xã Thiện Tân. Dạ, buổi tối ngày hôm qua thì em có mua sầu riêng ở dọc đường ở chỗ này. Quay lại một số hình ảnh cho cô chú chị xem. Thì đúng là sầu riêng hôm qua không có ngon lắm, tại vì cái vỏ nó dày quá, nên cái người bán cũng rẻ, có 65.000 ký rồi cô chú anh chị. Nhưng mà mở ra thì cái vỏ nó dày quá, ăn được có vài muối thôi. Nhưng mà hôm sau có hơn không ha, ăn cho biết. Tại vì cái trái sầu riêng nó cũng không phải là loại 1. Cái bé nhân viên cũng nói là trái này không phải loại 1. Mấy cái trái sầu riêng nó không có tròn, nó bị méo á cô chú chị. Nên muối của nó ra không có đều. Dạ, đó là hình ảnh buổi tối ngày hôm qua. Rồi hiện tại thì em đang ở khu vực này. Đường này có nhiều cái mấy cái mỏ đá rồi đó cô chú chị, nên là cũng có nhiều xe ben lớn lắm. Dạ, bây giờ đi một vòng để cho cô chú chị xem ha.
rồi đi ra ngoài chợ, đi vô tiệm Bách Hóa Xanh để mua một số đồ ăn. Chiều tối nay làm tiệc nướng cho mấy bạn nhân viên để chơi giống như là team building đó cô chú anh chị, cho mấy bạn ăn cho vui sau những ngày làm việc, rồi lâu lâu cho nhân viên đi chơi. Ở đây thì nó cũng giống như vùng ngoại ô rồi. Ở đây cũng không phải là trung tâm của Biên Hòa. Ở trung tâm Biên Hòa thì rất là sầm uất, còn ở đây thì nó giống như là vùng ngoại ô của Biên Hòa các anh chị. Ở đây là huyện Vĩnh Cửu ha. Huyện Vĩnh Cửu thì nổi tiếng là có bưởi, hình như là có bưởi bưởi Tân Triều, bưởi Tiến Vua. Nhưng mà bữa giờ em xuống đây mấy lần rồi chưa có mua được cái trái bưởi đó. Tại vì cũng không có chủ định đi tìm. Xuống đây chơi rồi đem theo đồ ăn, rồi xuống đây mua bia, mua nước ngọt, mua đá về cho nhân viên chơi. Dạ, đường phố ở đây thì như cô chú chị cũng thấy rồi, những cái cua, rồi những cái lúc lên dốc xuống dốc nó không có bằng phẳng giống như ở trong trung tâm. Ghi lại vài thước phim cho cô chú chị xem cho vui. Lâu lâu chúng ta thay đổi không khí, chúng ta quay hình ảnh ở ngoài ngoại ô, không phải là trung tâm Sài Gòn. Thì hy vọng cô chú chị nào đã từng ở khu vực này cũng có thể xem lại khung cảnh ở đây. Khu này là khu Vĩnh Cửu, Vĩnh Cửu Đồng Nai. Ở đây thì cách Sài Gòn khoảng chừng hơn 30 km một chút thôi cô chú chị, nên đi cũng không quá xa. Từ cầu Sài Gòn em chạy xuống đây khoảng chừng gần một tiếng, chưa tới một tiếng nữa. Dạ, tí xíu nữa mình đi vô Bách Hóa Xanh, mình mua vài món đồ, rồi quay trở về mua bia, mua đá. Hôm nay là đi chơi thôi các chị, quay hình ảnh đi chơi cho các chị xem. Ở khu này thì ngoài những cái mỏ đá cũng có những cái công ty, xí nghiệp, nhà xưởng, cũng có công nhân đang làm việc. Dạ, chạy được một chút xíu thì chúng ta cũng đã đến được khu chợ rồi. Bây giờ em sẽ vô Bách Hóa Xanh, em vô em mua một số món đồ, rồi em sẽ quay ngược trở lại, quay một số hình ảnh đường phố ở đây cho cô chú chị xem. Clip hôm nay em quay cũng đơn giản thôi cô chú chị, quay phong cảnh ở đây cho mọi người xem, cho biết cái khu vực này như thế nào ha. Chắc chắn là nhiều người cũng chưa xuống khu vực này đâu, hoặc là những ai lâu rồi chưa ghé thì xem lại, ôm lại những cái kỷ niệm xưa. Dạ, lâu lâu em đi chơi ở vùng ven thì em quay lại cho mọi người xem. Thật ra em đi chơi chỗ này thì cũng là một cái resort mini của người quen đó cô chú chị, của người nhà đó. Rồi mình lâu lâu mình xuống mình chơi, mình đi bơi, mình ăn uống rồi đó. Buổi tối người ta đóng cửa cũng sớm lắm cô chú chị, khoảng 8 mấy 9 giờ là thấy người ta đóng cửa rồi. Nên mua gì là phải mua sớm, còn không là phải ra trung tâm ngay chợ thì sẽ mua được vài món đồ ở những cái tiệm tạp hóa mà người ta còn mở cửa. Chứ ở đây thì nó không giống như trung tâm Biên Hòa hay là trung tâm Sài Gòn, mở cửa rất là trễ, và nó cũng không có những cái siêu thị như là siêu thị mini đó các anh chị, Family Mart, rồi Mini Top, rồi 7-Eleven rồi đó, thì không có. Dạ rồi, mua xong một số món đồ ở Bách Hóa Xanh rồi, bây giờ em quay ngược trở lại các anh chị, mình chạy xe mình quay đầu lại ha, cho nó an toàn. Chỗ này ngay cái ngã ba mình cũng không thể nào băng cắt qua được. Ở
Ở đây đường nó hơi nhỏ nha cô chú anh chị, nhiều khi có xe máy qua lại thì mình cũng phải cẩn thận một chút xíu. Dạ, chúng ta bây giờ đang trên đường quay trở lại khu resort mini. Đến đây thì em sẽ ghé vô cái tiệm tạp hóa để mua một chút xíu nước đá và mua mấy thùng bia của anh chị. Ở đây thì bia Tiger người ta bán 350.000 một thùng, cái loại bia Tiger mới á. Cái tiệm tạp hóa này bán rẻ hơn trong Bách Hóa Xanh 5.000 luôn. Trong Bách Hóa Xanh em hỏi thì giá là 355.000 một thùng bia Tiger loại mới, còn ở đây chị này bán thì giá 350, rẻ hơn được 5.000, mua 3 thùng tiết kiệm được 15.000. Nhiều khi mình xuống đây mình đi mua đồ mình cũng sợ cái chất lượng lắm cô chú chị, nhiều khi nó bia giả rồi đó, nó cũng khó lắm, nên mua cũng phải lựa kỹ ha. Chứ mấy vùng ven vùng ngoại ô đó, lâu lâu nghe mấy cái vụ bia giả bán rẻ mà uống vô thì kém chất lượng, nhiều khi đau bụng hay là trúng thật luôn á, cũng ớn mấy vụ đó lắm cô chú anh chị và các bạn. Dạ, mình mua một chút nước đá rồi mình về mình tổ chức liên hoan buổi tối nay. Ở đá thì không có đá uống bia. Qua giờ em mua hai tiệm thì người ta sử dụng đá chặt đó cô chú anh chị, lá cây người ta chặt ra đó, nên có cục lớn cục nhỏ ha. Còn có đá bia thì nó dễ uống hơn, nhưng mà mình đi đến đâu thì mình phải chấp nhận cái văn hóa ở khu vực đó rồi. Hôm trước thì mua cái tiệm kia thì có đá bia, còn mua chỗ này thì không có đá bia mà là đá chặt. Dạ rồi, trong video clip ngắn ngày hôm nay em xin giới thiệu một số hình ảnh ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cho quý vị xem. Lâu lâu chúng ta đổi không khí đi ra ngoài ngoại ô chơi, không quay cảnh trung tâm Sài Gòn. Dạ, hy vọng cô chú chị và các bạn có những hình ảnh thư giãn, thật là vui vẻ với kênh YouTube Đường Phố Sài Gòn.
cô chú chị yêu thương bấm like video clip, bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh YouTube Đường Phố Sài Gòn. Em xin cảm ơn và xin phép được kính chào, hẹn gặp lại cô chú chị và các bạn trong những video tiếp theo về vlog đường phố. Dạ em xin phép được kết thúc video clip ạ.